Xin chào các bạn, hôm nay mình lại giới thiệu với các bạn về cách làm kem dưa hấu nhé. Đây là sản phẩm của mình sau khi mình đã làm xong một chiếc kem dưa hấu rất tuyệt vời. Mùa hè đến rồi các bạn, hãy làm những que kem cho các bạn nhỏ nhà mình ăn nhé. Bây giờ các bạn hãy theo dõi video của mình. Đây là miếng dưa hấu và đây là một chút sữa tươi có đường, và đây là một chút đường, và một mình có cho thêm một chút siro màu đỏ. Bây giờ mình xin tiến hành cách làm các bạn nhé. Miếng dưa hấu này các bạn cắt, sau đó các bạn bỏ hạt đi các bạn nhé. Mùa hè nóng nực đến, các bạn, các bà mẹ nội trợ hãy chăm chỉ một chút làm cho các con nhà mình ăn những món kem thật khoái khẩu. Có rất nhiều vị các bạn ạ, kem xoài, kem cam, kem chanh, kem dưa hấu, rất nhiều loại kem. Các bạn có thể làm sẵn để vào tủ lạnh ngăn đá là các bạn nhà mình thưởng thức rất là tuyệt vời. Làm theo vị ngọt, vị thơm của mình thì rất là thích các bạn ạ. Đấy, các bạn cắt mỏng như này để các bạn bỏ hạt đi các bạn nhé. Để khi mình làm cái kem nó được mịn hơn, nó không lật sật bỏ hạt. Các bạn bỏ vỏ xanh đi các bạn nhé. Đấy, mình cắt mỏng như này. Sau đó các bạn gãy các cái hạt này đi. Sau khi các bạn đã cắt xong như thế này rồi thì bây giờ các bạn cho vào cối xay sinh tố các bạn xay nhé. Đấy, các bạn cho xong các bạn đổ cái sữa tươi các bạn vừa chuẩn bị vào đó. Để các bạn xay, bởi vì cái này nó là xay nước. Do vậy mà các bạn phải cho thêm nước vào thì mới xay một cách dễ dàng được. Các bạn vừa chuẩn bị một chút sữa tươi đó thì các bạn cho vào thì nó ăn nó rất ngậy và thơm của sữa. Đấy, các bạn xay. Xay thì không khi mà các bạn xay nhuyễn rồi thì sau khi đã xay nhuyễn rồi các bạn tắt đi. Nếu có bọt như này thì các bạn hớt đi các bạn nhé. Đấy, mình thấy có nhiều bọt quá, do vậy mà mình hớt đi đã. Bởi vì mình còn một gia vị nữa, các bạn có biết là gì không? Đó chính là đường đấy. Các bạn chưa cho đường vào. Bởi vì là với là kem mà cái vị ngọt của hoa quả này không thì nó không được đậm lắm, đúng không các bạn? Do vậy mà các bạn cần thêm một chút đường nhé. Còn nếu bạn nào muốn ngon hơn thì các bạn có thể cho thêm một chút sữa đặc ấy. Cái sữa đặc ông thọ ấy rất là thơm và ngọt đấy các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình cho đi. Mình không muốn cho vào quấy bằng tay thì đường nó sẽ rất là lâu tan, đúng không ạ? Do vậy mà mình lại cho vào máy xay sinh tố để mình cho đường vào. Mình cho đường vào để mình nhờ cái máy xay này nó quấy cho nhanh và dễ tan hơn ạ. Bởi vì cái này nó là đồ hoa quả, do vậy mà mình không nấu nên, bởi vì nấu nên nó sẽ mất cái vitamin ở trong hoa quả, đúng không ạ?
Đấy các bạn xay lên như này cho đa, cho là tan đường các bạn nhé. Đấy xong rồi thì vẫn có bọt như này, các bạn lại hớt tiếp đi nhé. Có thể là mình làm như này mình không lẫn kem tươi và không lẫn bột thì khi mình ăn mình thưởng thức thì có vẻ là nó hơi đá đá. Thế nhưng mà dù sao cũng là nguyên liệu thật của nhà mình làm ra đúng không các bạn? Không có một chút chất bảo quản gì, không có một cái hóa chất gì hoặc là màu thực phẩm gì hết đúng không các bạn? Rất đảm bảo. Đấy bây giờ chuẩn bị, các bạn chuẩn bị cái những cái khuôn làm kem như này. Các bạn ạ, ở ngoài hàng ở đồ nhựa ấy, họ bán những cái khuôn làm kem rất là rẻ thôi các bạn ạ. Chỉ khoảng 3 đến 4 chục một cái khuôn như thế này. Mà các bạn về các bạn có thể làm được mỗi một lần là được 8 cái kem. Và các bạn làm xong thì các bạn lại làm loại kem khác cũng được. Đấy sau khi các bạn xay xong đường sắn và các bạn đã giấy rồi, các bạn quấy đều lên. Sau đó các bạn đổ vào các cái hộp kem như này nhé. Đấy, sau đó các bạn đậy nắp vào như thế này. Những cái dụng cụ làm kem nó có đầy đủ hết rồi các bạn ạ. Rất đơn giản thôi, mình chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu là mình sẽ có được những que kem theo ý muốn của mình, theo vị của mình. Đấy, bây giờ các bạn để vào tủ lạnh, ngăn đá các bạn nhé. Các bạn để tủ lạnh hết cỡ ngăn đá. Hoặc bạn nào mà có được cái tủ đông thì càng tốt. Đấy, mình phải để từ 6 đến 8 giờ đấy ạ. Đấy, sau khi kem của mình đã được rồi đấy ạ. Đấy các bạn này. Bởi vì sao nó có màu như thế này? Bởi vì cái lúc mà mình cho vào cái dưa hấu nó nhẹ nhẹ hơn đúng không ạ? Sẽ nổi lên. Đấy mình cho vào lấy ra rất là dễ dàng đấy các bạn ạ. Nếu mà các bạn mà thấy lấy ra với cái tủ lạnh mà nó già, nó cứng quá mà lấy ra nó khó đấy, thì các bạn sẽ nhúng vào cái que kem ấy và một cái cốc nước hơi ấm ấm. Đấy, có que rất rất là dễ các bạn ạ. Đấy, mình thưởng thức đi, rất là ngon, ngọt và thơm ạ. Thơm mùi sữa đấy các bạn. Nếu các bạn có thích ăn thêm thì các bạn lại cho vào một chút vani nữa cũng rất là tuyệt vời đấy. Cái hương vani ạ. Thì người ta cho vào nấu chè đấy. Đấy, nếu mà khó nhúng quá các bạn nhúng một cái cốc nước này. Đấy, hơi ấm ấm thôi, các bạn rút ra rất là dễ đấy đúng không ạ? Đấy, sản phẩm của mình đến đây đã xong rồi đấy. Bây giờ các bạn hãy thưởng thức nhé. Đấy, xin video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Xin chúc các bạn thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nhớ ấn like, chia sẻ kênh giúp mình với bạn bè nhé. Xin chào các bạn.